Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc hiệu quả nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đầy kịch tính để khám phá thêm về thế giới các bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc kiểu võ thuật và kiếm hiệp. Đối với những người yêu thích võ nghệ kiếm hiệp và thế giới đầy bí ẩn của Trung Quốc, những tác phẩm này thường mang lại những trải nghiệm không thể quên. Các bộ phim hoạt hình 3D kiểu Trung Quốc thể loại võ thuật kiếm hiệp đã thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật hoạt hình và thế giới đầy quyền lực của võ sĩ. Những tập phim này thường đánh bại thời gian và không gian, đưa khán giả vào những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn và những trận đấu kịch tính. Từ các kỹ thuật võ thuật điều luyện cho đến cốt truyện phức tạp và nhân vật đa chiều, các bộ phim này đã đem lại cho người xem những trải nghiệm đỉnh cao của thể loại kiếm hiệp. Bên cạnh những pha võ thuật hoàn mỹ, các tác phẩm này cũng thường thảo luận về những giá trị nhân văn và triết học sâu sắc. Nhân vật chính thường phải đối mặt với các thử thách tinh thần và học được những bài học quý báu về lòng dũng cảm, tình bạn và trách nhiệm. Dưới đây là một số bộ phim hoạt hình võ thuật kiếm hiệp mà bạn không nên bỏ lỡ. Bên trong thế giới hoạt hình 3D đỉnh cao của Trung Quốc, một tác phẩm đã nổi tiếng với tên gọi Cái Thế Đế Tuân 3D đã mang đến cho khán giả một hành trình võ thuật kiếm hiệp đầy huyền bí và kịch tính. Bộ phim này kể về một thời xưa khi mà chư thánh đối đầu để tranh bá thiên hạ. Chính giữa tình hình xáo trộn này, một thiếu niên được gọi là Thần Ngủ đã xuất hiện. Anh ta lấy biệt danh sau này khi mà được phúc lành với sức mạnh hoàn toàn mới mẻ và khả năng đặc biệt trong việc sáng tạo các bộ công pháp võ thuật nghịch thiên. Từ đây, cuộc đời của Thần Ngủ trở thành một truyền thuyết kiếm hiệp không giống bất kỳ người khác. Thần Ngủ với bộ công pháp riêng biệt và khả năng phi thường đã trở thành một kỳ tài vượt trội, không thể so sánh với bất kỳ ai. Anh ta tự do tung hoành thiên địa, thể hiện sự kiểm soát tối thượng về kiếm trảm tinh thần và kiến tạo ra hàng vạn kỳ tài độc đáo. Dưới chân của Thần Ngủ, quân hùng trỗi dậy và anh ta trở thành một tượng đài kiếm hiệp độc tôn. Bộ phim Cái Thế Đế Tôn 3D không chỉ đem lại cho khán giả những trận đấu võ thuật đỉnh cao mà còn truyền tải những thông điệp về sức mạnh của ý chí và quyết tâm trong cuộc hành trình kiếm hiệp. Những tình huống đầy thách thức và nhân vật đa chiều đã làm cho bộ phim trở thành một tác phẩm hoàn hảo cho người yêu thích thể loại võ thuật kiếm hiệp và thế giới đầy bí ẩn của Trung Quốc cổ đại. Hãy cùng theo dõi cuộc phiêu lưu đầy kịch tính của Thần Ngủ trong Cái Thế Đế Tôn 3D và khám phá thế giới của võ thuật kiếm hiệp tại Trung Quốc. Bộ phim tiếp theo, Thanh Liên Kiếm Tiên. Bên trong thế giới hoạt hình 3D đỉnh cao của Trung Quốc, chúng ta được giới thiệu với một tác phẩm đầy kịch tính và đậm chất kiếm hiệp, Thanh Liên Kiếm Tiên 3D. Bộ phim này kể về cuộc đấu tranh của Thương Vân Giới, một tiên ma lưỡng đạo không ngừng chiến đấu giữa sự chia rẽ và quyết tâm kiếm tiên. Từ Trường Thanh, một người xuất thân từ Thanh Liên Kiếm Cốc, từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành một kiếm tiên tài năng. Tuy nhiên, niềm vui trong cuộc sống của anh ta ngắn ngủi khi mà ma tướng thứ 9 của Thương Nguyệt Cung xâm phạm Thanh Liên Kiếm Cốc. Trong một trận chiến đầy hy sinh, ông nội của Từ Trường Thanh đã tự vùng lên để bảo vệ cốc kiếm, thế nhưng cuối cùng đã hy sinh. Trong cơn thương tích và sự mất mát, Từ Trường Thanh được Thanh Liên Kiếm Đế công nhận và quyết tâm đối mặt với ma tướng thứ 9. Sau đó, Côn Luân Kiếm Tiên Thu Vô Nhai xuất hiện, giúp đỡ Từ Trường Thanh đánh lui ma tướng thứ 9 và đưa anh ta đến Côn Luân. Từ Trường Thanh được Thu Vô Nhai nhận làm đồ đệ và bắt đầu học hỏi về kiếm thuật và tri thức kiếm hiệp. Trong cuộc thi kiếm đỉnh cao, Từ Trường Thanh đánh bại Hạ Thanh Hầu để giành chiến thắng và có cơ hội được vào cấm địa Côn Luân, nơi đầy rẫy các bí ẩn và nguy hiểm. Từ Trường Thanh không chỉ tìm kiếm Bất Lão Thần Tuyền để hồi sinh ông nội của mình, mà còn phải đối mặt với những thử thách và kích thích ở bên trong con đường trở thành một kiếm tiên vĩ đại. Bằng sự quyết tâm và kiên nhẫn, anh ta sẽ phải đối đầu với những thử thách khốc liệt và tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn sâu kín của Côn Luân. Thanh Liên Kiếm Tiên 3D không chỉ đem lại cho khán giả những pha hành động và chiến đấu đỉnh cao mà còn khám phá những khía cạnh về lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và tầm quan trọng của đoàn kết trong thế giới kiếm hiệp đầy huyền bí. Hãy cùng theo dõi hành trình nghẹt thở của Từ Trường Thanh trong Thanh Liên Kiếm Tiên 3D và khám phá thế giới đầy kỳ diệu của kiếm hiệp và võ thuật Trung Quốc. Bộ phim tiếp theo, Hồng Hoang Linh Tôn. Bên trong thế giới hoạt hình 3D đỉnh cao của Trung Quốc, Hồng Hoang Linh Tôn 3D đã làm nức lòng khán giả bằng một câu chuyện đầy kịch tính và võ thuật kiếm hiệp độc đáo. Bộ phim xoay quanh Sở Thiên, một đệ tử nghèo khó của Học viện Thiên Phong, một trong những ngôi trường tu tiên hàng đầu trong thế giới võ thuật. Sở Thiên đã phải trải qua cuộc sống cơ cực và thiếu thốn cho đến khi anh kế thừa một khối tài sản bạc tỷ đồng. Với sự thay đổi đột ngột này, Sở Thiên bắt đầu một cuộc hành trình mới, nơi anh có thể thỏa sức mua sắm xa hoa, trang bị đỉnh cấp và tận hưởng sự sung sướng. Tuy nhiên, điều đặc biệt về Sở Thiên là anh không phung phí tài sản và luôn sử dụng nó một cách thông minh. Anh mua sắm các loại đan dược và bùa chú tinh phẩm cấp cao độc quyền ở thành Thiên Phong, tạo nên một cuộc sống tiêu tiền như nước. Tuy Sở Thiên tận hưởng cuộc sống phong lưu, thế nhưng dưới vẻ bình yên của
thành Phong Thiên, có một làn sóng ngầm của các thế lực hắc ám đang nổi lên. Nhưng thế lực này âm mưu thống trị thiên hạ và không ngừng tìm kiếm sự mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của họ. Sở Thiên bất ngờ trở thành mục tiêu truy sát của các thế lực này và phải đối mặt với những thách thức và nguy hiểm đe dọa cuộc sống của mình. Hồng Hoang Linh Tôn 3D không chỉ đem lại cho khán giả những pha võ thuật đỉnh cao mà còn khám phá những khía cạnh về quyền lực, lòng dũng cảm và sức mạnh của ý chí. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình đầy gay cấn và hấp dẫn của Sở Thiên trong Hồng Hoang Linh Tôn 3D và khám phá thế giới đầy bí ẩn của võ thuật kiếm hiệp Trung Quốc. Bộ phim tiếp theo, Kiếm Cốt. Trong thế giới hoạt hình 3D đỉnh cao của Trung Quốc, Kiếm Cốt 3D nổi bật với một câu chuyện đầy kịch tính và võ thuật kiếm hiệp độc đáo, bắt đầu từ một sự nham hiểm và truy kích. Câu chuyện dẫn chúng ta vào thế giới đầy âm mưu và trận đấu đẫm máu. Bắc Cảnh, đại tướng quân vĩ đại, đã xây dựng một sự nghiệp hiểm hách, thế nhưng lại bị đánh bại và bị lừa vào một tội danh không công bằng, dẫn đến sự diệt vong của gia đình anh. Ninh Dịch, một thiếu niên trẻ, tình cờ cứu sống người duy nhất sống sót sau thảm kịch này, và không ngờ đó lại chính là con gái của Bắc Cảnh. Hai người dưới bóng tối của sự truy sát, phải đối mặt với những khó khăn và thách thức khắc nghiệt để sống sót. Trong bối cảnh ba vị hoàng tử đang cạnh tranh quyền lực để thống trị hoàng đế, thế giới trở thành một bàn cờ lớn và con người chỉ là những con cờ di động. Ninh Dịch với quyết tâm sống sót và bảo vệ người mình yêu quý, quyết định không chấp nhận thân phận của một con cờ nữa. Anh ta quyết định tự tay điều khiển cuộc sống của mình và trở thành người chơi cờ trong trò chơi phức tạp này. Dẫn đầu bởi thanh kiếm của mình, Ninh Dịch đã bước vào hành trình đầy cam go và khám phá, nên mà võ thuật, lòng dũng cảm và sự thông minh là yếu tố quyết định số phận. Kiếm Cốt 3D hứa hẹn mang đến cho khán giả những trận đấu đỉnh cao, những bí mật huyền bí và một câu chuyện về sự đấu tranh và quyết tâm trong thế giới kiếm hiệp đầy sóng gió. Hãy cùng theo dõi hành trình đầy kịch tính của Ninh Dịch và thanh kiếm của mình bên trong Kiếm Cốt 3D và khám phá sức mạnh thực sự của kiếm hiệp. Bộ phim tiếp theo, Chiến Thần Ngũ Hành. Chiến Thần Ngũ Hành 3D là một trong những tác phẩm nổi bật của ngành công nghiệp hoạt hình 3D Trung Quốc, với một câu chuyện đầy kịch tính và võ thuật kiếm hiệp độc đáo. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới huyền bí được biết đến là Ngũ Hành Thế Giới, nơi sức mạnh của tu linh là sự tôn thờ cao nhất. Để trở thành tu linh giả, người phải tu luyện linh khí và vượt qua hàng loạt thách thức khó khăn. Trong thế giới này có một câu chuyện truyền kỳ về thanh kiếm Trảm Thần, một vũ khí đã chém giết chân thần và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử. Thanh kiếm này còn được gọi là Trảm Thần Kiếm, nổi tiếng đến mức được cắm ở Thiên Long Đế Quốc và ghi chép trong đá truyền thừa của Học viện Thiên Bắc Thánh. Sức mạnh và uy lực của nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, khiến cho Học viện Thiên Bắc phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh này, chúng ta gặp Thạch Hoang, một cậu thanh niên chấn nhỏ, ngẫu nhiên sở hữu thanh kiếm Trảm Thần. Từ đó cuộc sống của Thạch Hoang đảo lộn hoàn toàn và anh phải đối mặt với trách nhiệm lớn lao cứu vớt thế gian. Anh ta tham gia Học viện Thiên Bắc và không được phép coi thường bất kỳ thử thách nào. Trong cuộc hành trình tu luyện và bảo vệ đất nước, Thạch Hoang đối đầu với thế lực thế gia, vượt qua những thách thức khó khăn và điều tra những bí ẩn của Trảm Thần Kiếm. Cuối cùng anh phải mạo hiểm để Thánh Linh Đàm để giải quyết các vấn đề to lớn. Chiến Thần Ngũ Hành 3D hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những pha hành động kịch tính, các màn võ thuật đỉnh cao và một câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn. Đây chắc chắn là một bộ phim hoạt hình 3D kiếm hiệp đáng xem cho cả gia đình. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.